Sau đây tôi giới thiệu với các bạn là cái khuôn hàng rào thủ công các bạn nhé. Đây là hộp 10 nam. Hộp khuôn bằng sắt, hàng rào thủ công này ta có thể làm thủ công và không cần máy. Một hộp này là gồm có 10 nan hàng rào các bạn nhé. Quá trình làm là ta đổ vữa vào trong khuôn này. Trước khi làm là các bạn tháo khuôn ra để bôi dầu nhớt, dầu thải của xe máy hoặc là dầu thải của xe ô tô. Nhưng các bạn sẽ cố gắng kiếm cái dầu thải của xe ô tô con ấy, hoặc là các loại dầu sạch, tức là dầu xả thải, nhưng mà cố gắng là đừng để cái dầu đen. Vì dầu đen quá là nó không có cái độ nhớt nữa thì nó sẽ bị dính vào khuôn. Thì các bạn cố gắng là lấy dầu nó vẫn còn sạch, đừng lấy dầu bẩn quá. Thì nó có sẽ có cái sự tách khuôn dễ dàng hơn. Các bạn đổ vữa vào khuôn này. Xong thì các bạn cho sắt, cho một sợi sắt 4 vào.